Thưa quý vị, thông tin gây xôn xao dư luận nhất từ hôm qua đến nay là việc hai mẹ con sản phụ tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh tử vong do sinh con tại nhà theo trào lưu là thuận tự nhiên. Và ngay trong đêm qua thì Bộ Y tế đã cử đoàn công tác vào thành phố Hồ Chí Minh để xác minh thông tin này. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sáng nay, Bộ Y tế cho rằng nhiều khả năng đây là tin đồn không có thật. Còn chính quyền địa phương và công an quận 2 thì cho biết chưa tìm thấy trên địa bàn có trường hợp nào tử vong vì sinh con tại nhà. 8 giờ ngày 15 tháng 3, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Bộ Y tế cho biết, thông tin hai mẹ con sản phụ tử vong tại nhà khi thực hiện sinh thuận tự nhiên vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Hiện nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Từ Dũ vẫn đang kiểm tra xem là có những trường hợp nào mà để tại nhà tử vong đối với lại sản phụ và tử vong trẻ em. Thế và khi nào mà có thông tin chính thức thì Bộ Y tế cũng như là Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ sẽ có thông tin tới các cơ quan báo chí. 10 giờ cùng ngày, sau cuộc họp với thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thảo Điền khẳng định với báo chí là không có sự việc như trên xảy ra tại địa bàn. Ngoài ra, địa chỉ được cho là nơi trực tiếp tư vấn dẫn đến mẹ con sản phụ qua đời cũng đã được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Hiện nay phường Thảo Điền khẳng định là trên địa bàn phường là không có trường hợp sản phụ nào là mất trên địa bàn của phường Thảo Điền. Có cái thông tin trên mạng là cho rằng là ở cái công ty này là chỗ chị Hồng là người trực tiếp tư vấn để dẫn đến cái tình trạng mà người mẹ là mất. Qua xác minh của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thì chị Hồng và anh Tuấn đã cùng ba cô con gái là đi Úc vào ngày 25 tây tháng 12 năm 2017.